gần chút xa, chút ở đâu xa, chút ở trong nhà, chút chính là chút đi lô. Chút đi lô. Chị ơi, chút đi lô ơi. Chút đi lô. Đổ cắt hết rồi. Chào các bạn đến kênh Bà Chín Vlog. Các bạn coi hôm nay nè, mình sẽ cho con Cúng Pilo ăn lẩu riêu cua đồng. Con nó thích cỡ nào nghe. Nhưng chưa biết nó thích hay không mà cái mặt hí hai hí hửng nè. Coi đi hí hai hửng nè các bạn. Nó táp từ cục mặt rồi. Rồi cho nó ăn thôi bà Chín ơi. Đây. Ngon con. Thôi thôi về diễn xuyến một chút xíu nữa đi nè. Cho ông bà cô chú coi nè, đứng lên nè nè nè. Nè đứng lên chơi nè. Nè chú dắt đi chơi nha, dắt đi chơi rồi mới ăn nha. Dắt đi nha. Dắt đi chơi. Chạy tới. Nè, miếng. Ngon không? Trời, ăn rau nữa nha. Cúc Pilo đây sành điệu rồi nè. Rồi cho nó ăn. Rồi cho nó ăn thôi. Đi ghẹo nó hoài thì nghiệp. Nè Cúc Pilo ăn đi con. Có hai cục thịt bự là con đã ăn hết rồi. Rồi. Để ăn cái cục xương nha. Pilo đó là khách ăn bún luôn á. Đây. Cho thêm con nè, cho con thêm cục thịt nữa này nha. À. Nóng hả con? Nóng quá ăn không được à. Nè, mẹ ăn mấy bình nguội đi. Rồi, đầu tiên con tắt cục thịt trước à. Mặc dù cục thịt nóng nhưng mà vẫn ăn cục thịt trước nha. Ngon quá ha. À, biết ăn rau muống rồi thấy không? Cá nhà nghèo. Ngon không Pilo? Nó mà biết ngon thì nó ngon chắc xỉu. Không biết ngon hay không mà thấy ăn say xưa luôn. Chứ nó mà dở là đâu ăn. Tiên cho ăn mì gói, ăn hết gói mì luôn. Mấy lần sau cho mì gói nó ăn. Chê. Trời nó hết trơn luôn nè. Ăn thêm không chủ cho ăn. Rồi thôi chắc no rồi. Muốn đi chơi với ông Chính à? Đi nhiều chuyện. Đi không hết. Chắc ăn nước ra. Uống nước không? Chú lấy nước chú. Quay được cái này Pilo sáng sớm đang hóng ra lộ nè. Ngoài đó có con yêu quái đó con. Ra ngoài đó là con yêu quái nó tông con á. Lu chắc bà chích đá con quá. Bà chích nước con đi qua hàng nhà cô Tư một chút xíu à. Cắt đau. Bừng gì bừng dữ vậy. Ôi
ta đi lâu dữ lắm mới về vậy đó. Không, tại nó giận không cho nó đi theo. Vậy hả? Giận hả? Ui đau. Chào các bạn. Các bạn hãy cùng mình tỉa cãi nha. Vui đùa cùng chú Cúc Milo. Rồi, Cúc Milo đâu Milo? Xích ra cho ông bà cô chú thấy mặt con nè. Ở đây nè các bạn. Đây, buổi sáng tinh sương. Khi những giọt sương còn đọng long lanh trên nè, nè đó. Hey. Đọng long lanh trên cái mà trời những lá cải nha các bạn. Milo nó thấy những giọt sương rơi, nó mừng quá. Nó lại đang nó chụp giọt sương ai nhà luôn. Giọt sương rơi xuống. Rồi, Milo cướp một xà cải đi rồi. Trời ơi, Milo làm nó thèm cải dữ lắm vậy. Mà nó nè các bạn. Ông Milo nó thích ăn canh cải không đó. Nè, nó nè, nó đang ăn ăn cái lá cải nè. Hôm hôm cho canh cải ăn ngon lành luôn. Lần đầu tiên trong dịch lịch sử là chó mới ăn cỏ à. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night. So loud as the hours.